Chào tất cả bạn. Nhiều bạn băn khoăn về cái dòng sản phẩm đó là chiếc iPhone lock thì nó khác với iPhone quốc tế là như thế nào? Thì thực ra các bạn search trên mạng rất là nhiều thông tin liên quan đến iPhone lock, và những người bạn bạn các bạn mới sử dụng cái iPhone này thì các bạn không không hiểu được, không nắm được mà chưa rõ tại sao ai người ta gọi là iPhone lock. Thì thực ra iPhone lock nó với phiên bản iPhone quốc tế nó là như nhau các bạn. Các bạn chú ý nhá, nó đều là một chiếc iPhone, nó có cấu hình và những cái tính năng, tất cả mọi thứ tương tự, nó chỉ khác đó chính là cái SIM của nó sẽ bị lock, và những cái bản iPhone lock ấy nó sản xuất ra nó chỉ dùng cho một nhà mạng duy nhất nào thôi. Được chưa? Có nghĩa là iPhone lock thì nó sẽ sử dụng đúng cho một cái nhà mạng nào đó do Apple và một nhà mạng nào đó ký kết hợp đồng với nhau để sản Apple sẽ sản xuất cho nhà mạng đó, chỉ dùng được cái SIM đó. Còn iPhone quốc tế thì các bạn lắp SIM nào cũng được, lắp vào là có và nó chạy rất là ổn định và nó chạy được luôn, được chưa? Đó là cái máy không phải là máy iPhone lock, được chưa? Có nghĩa là iPhone lock là một cái iPhone nó được bán ra, được chưa? Bán ra kèm với hợp đồng của nhà mạng ấy, nó chỉ dùng SIM cho một nhà mạng đó mà thôi. Ví dụ như Viettel đăng ký với Apple thì Apple ấy thì sẽ sản xuất ra một chiếc điện thoại nó chỉ dùng cho một cái nhà mạng đó, được chưa? Tất nhiên có thể là cái điện thoại đó các bạn ạ, cái điện thoại đó khi mà sản xuất ra ấy, Apple nó cũng có thể là nó cũng lấy giá đắt đắt như thế so với cái lấy bằng tiền với cái iPhone quốc tế, nhưng mà khi khi mà bán ấy, khi mà cái cửa hàng Viettel mà bán cái iPhone này ra nó bán rất là rẻ, nhưng mà có thể là ký kết hợp đồng sản xuất cái chiếc iPhone đó với cái Apple ấy, nó cũng có thể là nó có giá tốt hơn, không đắt như bản quốc tế. Và cái Viettel bán ra cái sản phẩm chiếc điện thoại iPhone đó nó cũng có cái giá thành của nó rẻ hơn, nhưng thay vì rẻ hơn thì các bạn sẽ phải dùng cái SIM của nhà mạng đó, có là chỉ sử dụng SIM của cái nhà mạng Viettel thôi đó, phải ký kết, các bạn ký kết hợp đồng với cái Viettel chỉ sử dụng cái SIM đó và các bạn chỉ sử dụng được cái nhà mạng đó, phải không? Và các bạn mỗi tháng các bạn sẽ phải đóng cái cước theo SIM ấy là bao nhiêu, ví dụ như cái SIM đó mỗi tháng là phải 100.000, mỗi tháng phải 300.000 chẳng hạn, hoặc là 200.000. Một tháng các bạn dùng nhiều hay dùng ít các bạn vẫn phải đóng cước nó bằng đấy. Đấy. Thì các bạn mới được sử dụng cái điện thoại iPhone đó. Đấy, như thế các bạn ạ. Cho nên là nó có giá nó rẻ hơn đấy, mặc dù tất cả những cái tính năng nó đều tương tự đấy, tất cả những cái tính năng nó đều tương tự cho nên người ta mới gọi là iPhone lock. Ví dụ như Apple cũng sản xuất ra iPhone lock cho một số nhà mạng, ví dụ AT&T chẳng hạn, AT&T của nhà Mỹ chẳng hạn, Docomo của Nhật Bản chẳng hạn, đấy thì cũng sản xuất ra những cái dành riêng cho nhà mạng đó đấy, nó có rẻ hơn nhưng bắt buộc là các bạn phải sử dụng cái SIM của nhà mạng đó. Bạn hiểu chưa? Đó. Cho nên là nó có giá rẻ hơn mặc dù tính năng vẫn ok, được chưa? Qua đó thì có một số bạn ấy lại không muốn sử dụng cái nhà mạng đó bạn ạ. Lại không muốn sử dụng nhà mạng đó, các bạn sử dụng lắp SIM khác vào là có thể là nó gây ảnh hưởng là nó không có sóng luôn, được chưa? Nó bắt kích hoạt lại, nó không có sóng, nó không thể chạy được SIM đó. Đấy. Còn lắp lắp cái SIM đúng nhà mạng đó vào được, còn bản quốc tế thì các bạn lắp SIM nào cũng được, nó lắp vào nó chạy ok ngay. Qua đó thì có một cái đó chính là các bạn muốn sử dụng được iPhone lock vậy, thì các bạn phải sử dụng SIM ghép, SIM ghép iPhone, được chưa? SIM ghép iPhone là gì? SIM ghép iPhone hay gọi là SIM thần thánh, cái SIM này nó là một cái SIM, một cái nó rất mỏng, nó mỏng gần như tờ giấy, nó dày hơn tờ giấy một tí xíu. Đó, nó lắp vào cái khe SIM, được chưa? Đó, nó lắp vào cái khe SIM để giữ SIM, sau đó đặt cái SIM lên. Đấy. Lắp cái SIM SIM ghép vào ấy để giả lập.
để là được đánh lừa cái chiếc iPhone nó là cái sim của nhà mạng đó, thì các bạn có thể là lắp vào, các bạn kích hoạt bình thường, sóng sánh bình thường, được chưa? Đó là cái iPhone lock, được chưa? Đó, các bạn muốn dùng được cái nhà mạng khác thì các bạn bắt buộc gắn SIM ghép, nhưng mà gắn SIM ghép vào ấy thì đôi lúc sóng chập chờn hoặc là đôi lúc có những cái bản cập nhật mới hơn đấy thì có thể là các bạn sẽ không dùng được, hoặc là nó bắt kích hoạt lại, hoặc là trong những cái môi trường mà sóng yếu ấy thì nó cũng hay bị văng ra để kích hoạt lại các bạn ạ. Đấy, hoặc là những cái môi trường nghẽn mạng cũng thế, rồi đấy đấy nó cũng hay xảy ra, hoặc là đôi lúc nó cũng hay bị văng ra đấy, hay bắt kích hoạt lại đó, đó là cái lốc, các bạn hiểu chưa? Đó, đôi lúc các bạn phải cập nhật lại cái SIM đấy. Đó, bản chất của cái SIM ghép là thế. Hoặc là các bạn đang chạy iPhone lock ấy mà các bạn di chuyển, đôi lúc sóng nó cũng không ổn định, được chưa? Bằng cái bản quốc tế đấy, và nó cũng hay bị mất sóng. Bây giờ kể cả bản bình thường ấy, bản quốc tế mà các bạn di chuyển nhanh, hoặc là các bạn đang đi trên những tàu thuyền cao tốc, hoặc là tàu hỏa cao tốc, hoặc là ô tô mà chạy đường dài ấy, người ta đi tốc độ nhanh khoảng 100 km ấy, có thể là ví dụ như, hoặc là tính tàu cao tốc, ví dụ như tàu cao tốc chẳng hạn, có tốc độ rất là nhanh trên 100 km của Nhật chẳng hạn, khi bạn đi trên những con tàu đó thì có thể là sóng nó yếu, hoặc là sóng yếu như thế thì nó sẽ bị văng ra. Đó, tất nhiên là khi bạn chạy trên những cái hoặc như đặc biệt là môi trường sóng yếu các bạn nhiều chị ạ, nó hay bị văng ra và nó hay bị bắt kích hoạt lại. Đấy, đó là cái iPhone lock thì người ta sử dụng cái SIM thần thánh để mà chạy iPhone lock, cho nên người ta mới có cái gọi iPhone lock đó. Còn đối với một số trường hợp các bạn mà các bạn muốn unlock lên bản quốc tế ấy, thì Apple có một cái code để unlock, nhưng mà unlock bằng code như thế thì nó rất là đắt các bạn ạ. Đấy, code nó rất là đắt đó, cho nên là thường mà unlock lên như thế kia ấy, thì đa số muốn unlock lên thì nó khá là đắt đó. Mình nhiều bạn sẽ không unlock đâu, nhiều bạn sẽ sử dụng SIM ghép để sử dụng nó để đánh lừa chiếc iPhone đó. Đấy, thường ấy một chiếc iPhone quốc tế mà bán ra tầm giá 10 triệu ấy, iPhone lock thì nó rơi nó thường nó sẽ rẻ hơn một nửa, nó chỉ rơi tầm 6 đến 7 triệu thôi, ví dụ 10 triệu chẳng hạn. Đấy, có trường hợp còn rẻ hơn đấy, cho nên là những cái chiếc iPhone đó người ta thường sử dụng cái SIM ghép là nhiều, đa số SIM ghép là nhiều. Các bạn bắt buộc là các bạn phải sử dụng SIM ghép, mặc dù các bạn không dùng để nghe gọi, nhưng mà khi các bạn rút SIM ra ấy, thì có thể là nó quay về màn hình active ngay, màn hình kích hoạt đấy. Đấy, cho nên là thường người ta sẽ phải chạy SIM ghép các bạn ạ. Đó, đa số người ta sẽ chạy SIM ghép. Thì mở ra thì nó sẽ dùng SIM ghép, nó sẽ không bị kích hoạt. Đấy. Để kiểm tra iPhone lock thì thường chúng ta sẽ vào trong cái trang iunlocker.unlock iPhone. Thực ra iPhone là một trong những cái smartphone gọi là dẫn đầu thị trường, gọi là một trong những cái smartphone chỉ Apple mà mới có, gọi là chỉ Apple mới mới có thể có. Ai muốn sử dụng iPhone ấy, ai muốn sử dụng hệ điều hành iOS ấy, thì phải mua iPhone, được chưa? Cho nên iPhone nó rất là nhiều tính năng cũng như là hay, và mọi người người dùng muốn khám phá, và có những cái phần mềm hoặc là có những cái ứng dụng đó, cho nên là Apple bảo mật cái này rất là kỹ, không có một cái thương hiệu điện thoại nào có thể làm nhái hay là làm giả được cái hệ điều hành. Nó giả gì giả vỏ ngoài, nhưng mà hệ điều hành ấy thì bắt buộc là chắc chắn là sẽ không không làm giả được các bạn. Đó, ít lắm. Đấy. Phần cứng của nó cũng phải hỗ trợ thì nó mới có thể chạy được trên nền tảng iOS, iOS đó mới có thể chạy được trên iPhone, các bạn hiểu chưa? Đó.
Cho nên là ai muốn sử dụng iPhone thì phải mua quả táo cắn giờ đó, táo táo khuyết đấy. Đấy, thường chúng ta sẽ quản lý iPhone và kiểm tra iPhone qua hệ số email, qua thông số email. Email thì các bạn có thể lên trang chủ của Apple để support cũng được. Apple nó cũng có một cái đội ngũ support. Các bạn có thể làm, các bạn có thể là hỗ trợ từ 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 Apple ấy. Quan hỗ trợ từ Apple thì cũng rõ nhất, chuẩn nhất, được chưa? Đó, các bạn lên lên đó để hỏi xem cái chiếc iPhone của chúng ta có phải máy đa unlock hay unlock hay là máy lock, thì hỏi ở đây họ đó là nhớ chuẩn nhất, họ chỉ cần yêu cầu số email thôi thì họ có thể biết được. Ngoài ra các bạn cũng có thể check được một số trang, nhưng mà mình nghĩ các bạn là nên check những cái trang mà chính thống ấy, bây giờ check những cái trang mà không 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 đúng chuẩn ấy thì nó sẽ chạy nó rất là khó. Ví dụ như trang thường iunlocker.net này, trang này cũng khá là ok, cái trang này có thể kiểm tra được. Mình nghĩ với các bạn là bạn nào mà muốn kiểm tra, các bạn phải kiểm tra trang này nhá. Ví dụ như mình nhập một số email ví dụ như số email này chẳng hạn, kiểm tra nó sẽ không ra nhỉ. Ví dụ như số email này chẳng hạn, mình kiểm tra thì mình sẽ thấy là ra cái thông số của chiếc iPhone của chúng ta. Các bạn chờ nó một tí thì nó có thể, ví dụ như ở đây là iPhone 6s bản 64GB bản Gray bạn ạ. Đấy thì nó cái thông số này, mà máy đã kích hoạt này, đấy chế độ máy này, ở đây là máy này được kích hoạt vào năm 2015 và đến năm 2016 là hết. Được chưa? Đó. Hiện tại support bảo hành này, no 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 này hết này. Và ở đây ấy, máy này đang bị iCloud hay không thì nó đôi lúc nó có check được nhưng mà đôi lúc nó lại không check được nhỉ. Đây là SIM lock này. Ở đây ấy, có một số trường hợp ấy, nó nếu mà nó lốc ấy thì nó không để chạy được. Có trường hợp ấy đôi lúc nó hiện lốc ở đây thì nó có thể là nó không chạy được, được chưa? Đó. Lốc là đôi lúc là nó hiển thị lốc nhưng mà nó vẫn có thể chạy được các bạn. Cái này đôi lúc nó lạ lạ kiểu nào ấy. Nó cũng không được chuẩn cho mấy. Nhưng mà các bạn chuẩn nhất ấy, các bạn có thể hỏi ở trực tiếp cái số điện thoại của Apple ấy. Đấy, các bạn vào trong support, các bạn hỏi trực tiếp chat với support của Apple ấy, thì các bạn cũng có thể làm ok, các bạn hỏi trực tiếp ở đấy cũng được. Hoặc là các bạn có thể làm cho một cái SIM vào ấy, các bạn rút SIM ra cắm SIM vào. Đấy, thì các bạn có thể hiểu rõ được nó lốc hay là không lốc. Được chưa? Đó, cái đó là nó chuẩn nhất, mình thấy là nó chuẩn. Đó, còn check ở trên cái trang thông tin này đôi lúc nó không chuẩn đâu. Đấy. Nó bởi vì nó hàng ngàn máy ấy, thì nó làm sao mà nó đôi lúc nó cũng không check được hết các bạn. Đó, các bạn hiểu rõ về cái iPhone lock rồi nhá. Theo mình ấy thì iPhone lock thì sẽ phù hợp với những cái người như nào các bạn? Đấy, iPhone lock sẽ phù hợp với những cái người những người mà ít ít hay làm việc cao ấy. Ví dụ như các bạn là người bình thường, các bạn sử dụng iPhone để có, các bạn có thể sử dụng iPhone lock. Còn đối với những cái người mà hay nghe gọi hay đi ở những cái môi trường mà sóng yếu ấy, thì mình nghĩ với các bạn là các bạn nên chạy bản quốc tế hoặc bản nó chạy chuẩn. Được chưa? Chứ các bạn chạy những cái bản bình thường như thế kia ấy, thì đôi lúc ấy thì các bạn chạy những cái bản lốc ấy, đôi lúc các bạn chạy đi những cái môi trường không có sóng ấy, nó hay bị văng ra hoặc là tín hiệu nó không chuẩn, sóng sánh nó chập chờn đấy đó. Theo mình thấy ấy, thì iPhone quốc tế vẫn là một cái lựa chọn hàng đầu, được chưa? Còn các bạn chỉ ở nhà bình thường, ở nhà các bạn có thể không có gì nhiều, các bạn chỉ ở một chỗ, các bạn có thể sử dụng iPhone lốc đó.
đó là cái tư vấn của mình đó. Nhiều nhiều người thích thì thích sử dụng iPhone lock, nhưng mà nhiều người thì thích sử dụng iPhone quốc tế, bởi vì iPhone quốc tế đôi lúc thì các bạn nó ít gặp trục trặc hơn khoảng ạ đó. Tuy rằng các bạn bỏ ra một số tiền nhiều hơn một tí nhưng mà về độ ổn định ấy thì nó sẽ hơn đó. Đấy, đó là một trong những nhiều cả nhiều người cũng ưu tiên đó. Dưng bây giờ các bạn đang có một cuộc gọi khẩn cấp chẳng hạn đấy, có một cô người yêu nào đó gọi đi chơi chẳng hạn, tự dưng gọi không liên lạc được, hoặc là sóng re hay là bulumela gì đó, thì đôi lúc là các bạn cảm thấy là nó rất là bực mình, đôi lúc các bạn thích muốn đập luôn cái máy đó đi chẳng hạn đó. Đó cũng là một trong những cái vấn đề mà gây ra cái hiện tượng mà nó khó chịu cho các bạn sử dụng iPhone lock đấy. Cho nên là tùy từng trường hợp nhá, đấy như trường hợp. Còn đối với trường hợp một số bạn ấy, hay sử dụng iPhone với mục đích lấy về để kinh doanh chẳng hạn đó, muốn một nhiều bạn tậu rất là nhiều điện thoại với mục đích là kinh doanh chẳng hạn, thì nó lại khác đấy. Kinh doanh Bulumala rất nhiều đấy. Còn đối với một số trường hợp các bạn muốn chạy ổn định theo mình ấy, các bạn di chuyển nhiều ở những cái môi trường trọng yếu nên chọn iPhone quốc tế. Còn đối với trường hợp các bạn ở nhà hay là không có nhu cầu nhiều ấy thì các bạn nên chọn iPhone lock đấy, bởi vì nó có giá rẻ hơn đó, được chưa? Đấy, iPhone lock thì chắc chắn phải đi với kèm một cái cái nó như là cái sim ghép đấy, nó sẽ chạy ổn định. Đó là cái vài điều tư vấn cho các bạn, được chưa? Còn bạn nào ấy muốn để lại cái thông tin bình luận để mình trả lời ấy, đấy thì mình có thể. À, có một câu hỏi của bạn làm của một bạn hỏi mình đấy, thì cái máy của em, máy tính của em ấy, thực ra cái YouTube của mình có khá nhiều câu hỏi, nhưng mà YouTube với cả gửi qua hệ thống chat ấy, Messenger thì có khá nhiều. Có một bạn ở đây là hỏi về máy tính, chắc là máy tính thì mình sẽ để một cái câu sau để hỏi. Và bạn này nghe nói khẩn cấp lắm, được ạ. Hỏi về cái máy tính khởi động lên mà nó cứ bị treo, nó không chạy được, được chưa? Nó cứ bị treo loát đó. Thì thứ nhất là bạn phải xem phần cứng, rồi giờ phần cứng ổn định không. Thứ hai là hệ điều hành Windows 10 ít khi lỗi lắm các bạn ạ. Bây giờ đa số chạy là được là ok. Mình thấy là tỷ lệ Windows 10 lỗi cực thấp so với hệ điều hành Windows 7. Khi mà lên hệ điều hành Windows 10 ấy thì đa số những cái thợ cài Win dạo ấy thì gọi là mất nghề luôn đó, không làm được nghề đó nữa. Nhưng mà thời những cái thời cách đấy khoảng 5 đến 6 năm ấy thì cài Windows XP, Windows 7 ấy, đôi lúc lỗi, đặc biệt là Windows XP này không cẩn thận một cái là bị lỗi luôn. Nhưng mà hệ điều hành Windows 10 không bao giờ bị lỗi luôn các bạn ạ, nó tự sửa lỗi các thứ đó. Khi mà nó bị treo ấy thì bạn phải xem lại phần cứng này đấy, xem nó boot đúng chưa này, xem thiết bị phần cứng này đấy, máy tính cái main này, các bạn thử cái máy tính, các bạn thử một cái hoặc là thử cái một cái ổ cứng khác này, xem nó có bị lỗi hay không này. Đấy, các bạn cắm những cái thiết bị nào này nó có ảnh hưởng đến quá trình khởi động boot win không này, các bạn cài win theo cái chuẩn nào này, các bạn chọn đúng chưa, chọn đúng cái phân vùng chuẩn SATA IDE LADE chưa đấy, chọn đúng như nào. Thường ấy Windows 10 chúng ta sẽ chọn cái chuẩn đó chính là chuẩn là gì nhỉ, người ta hay chọn là cái chuẩn kết nối ổ cứng là chuẩn LAIDE, hay là chuẩn kết nối chuẩn bốt ổ cứng, chuẩn bốt ổ cứng trong đó nó có IDE LAIDE, có một cái kiểu là bốt theo cái chuẩn, nó là chuẩn chuẩn MacBook ấy đấy, có một cái dòng gì đấy, dòng kiểu như SATA ấy, còn một cái dòng gì mình quên mất rồi, mình vào bài ốt thì mới rõ, đôi lúc mà mình hay bị đáng trí như thế kia ạ. Đấy, các bạn đừng có chọn IDE, IDE chỉ dạy cho những cái hệ điều hành Windows XP thôi, các bạn phải chuyển qua chế độ SATA, mà SATA nó tương đương với một cái chuẩn gì đấy, các bạn phải xem nó boot đúng chưa đấy đó. Và thứ hai, các bạn xem những cái thiết bị phần cứng này đấy, nếu mà bị treo boot hoặc là không boot được, nó cứ quay cái hình tròn đấy, các bạn xem lại những cái ổ cứng của các bạn ấy, các bạn đang kết nối nhiều ổ cứng không đấy. Ví dụ như
Ví dụ như các bạn kết nối hai ổ cứng, các bạn xem cái ổ cứng còn lại nó có kết nối được không? Có thể là ổ cứng đó nó bị hỏng rồi thì nó cũng dẫn đến quá trình khởi động bị lỗi các bạn ạ. Đấy, hỏng thì nó cũng bị lỗi. Các bạn thử rút ổ cứng ra, chỉ chạy trên một ổ cứng thôi, nên nếu mà nó vẫn bị lỗi thì phải xem cái ổ cứng còn lại đó, nó thế thôi đấy. Và tiếp theo nó quan trọng nhất là main thôi đấy, xem nó có chạy nó có được không đấy. Trong trường hợp ấy thì nó bị lỗi ổ cứng khác thì nó cũng bốt khởi động không được đó, bởi vì cái ổ cứng đó nó kéo, bởi vì máy của chúng ta phải đọc hết tất cả những cái ổ cứng ấy, mà một cái ổ cứng bị lỗi ấy, thì nó sẽ kéo cả đàn tàu lại, bạn hiểu chưa? Đấy, nó sẽ kéo cả cái bộ một phần máy tính nó khởi động chậm và nó lên nó rất là đơ bạn ạ. Đó đó là các bạn phải xem rõ cho mình cái đó, được chưa? Thường nó sẽ liên quan đến mấy cái lỗi đấy đấy. Thường ấy, thường thường cái ổ cứng boot theo cái chuẩn mới ấy, thì thường nó sẽ Windows Boot Manager này đấy đó, thì các bạn nó sẽ có cái dòng này, nó có một cái dòng nó chỉ là tên một ổ cứng, mà tên ổ cứng như này, và dòng nó phải boot chuẩn cái dòng này này đấy, và nó chuẩn là nó boot này, nó phân vùng boot boot này, các bạn phải chú ý nhé đấy các bạn. Đấy, bạn thử kiểm tra cái lỗi đó, nếu mà nó vẫn bị lỗi ấy, thì bạn xem lại cho mình nhá. Đấy, xem lại cho mình hết, nó chỉ có mấy cái kia thôi đấy, bốt sai này đấy, thứ hai là cái vị phần cứng này, ổ cứng này. Nói chung là khi mà nó khởi động lên ấy mà nó bị lỗi cái gì ấy, thì nó những cái phần cứng mà nó liên quan trực tiếp ấy, thứ nhất là nó nếu mà nó lên nó bị treo này, các bạn phải xem ngay cho mình, đó chính là win, thứ hai nữa là phần cứng, chứ ổ cứng, ba nó là main, thế thôi. Và xem những cái thiết bị nó cắm vào máy nó có bị ảnh hưởng hay không. Đấy, ví dụ như một số trường hợp ấy, ví dụ như hệ điều hành Windows XP ấy, đôi lúc các bạn cắm USB vào khởi động Windows XP lên thì nó sẽ bị lỗi màn xanh chẳng hạn. Đó, còn đối với Windows 7, Windows 10 thì nó không gặp trường hợp đó. Đối với một số main nữa nha. Đấy. Còn đối với một số main thì nó sẽ không 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 có, không không ảnh hưởng, nhưng mà một số main nó lại ảnh hưởng thế. Đó, nó rất là nhiều vấn đề này đấy. Đấy, đây là video của mình ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc các bạn một ngày tuyệt vời nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.